nhồi máu cơ chân. Ngày xưa có một vương quốc nọ nằm sâu trong sa mạc, khí hậu càng trở nên khắc nghiệt, người dân ngày càng ít đi. Quốc vương vô cùng lo lắng. Một hôm, ông cho gọi ba vị hoàng tử đến. Xứ sở chúng ta đang sống đã quá khô cằn. Ta muốn đem dân đến một xứ sở tên là Kalum. Đó là một nơi xanh tươi, tốt đẹp. Nhưng nơi đó cách đây rất xa. Phải vượt qua nhiều núi cao, sông lớn, sa mạc hoang vu. Nhưng nó cách đây bao xa, ta cũng không biết chắc. Ta muốn các con đi tìm đường trước. Tuân lệnh. Đường đi khó khăn quá, quay về thôi các em ơi. Đúng đấy, xứ sở mà vua cha nói quá xa xôi, chúng ta không thể đến được đâu. Chúng ta cứ thử đi xem xứ sở đó xa đến mức nào đi. Không được đâu em ơi, nếu đi tiếp có khi chúng ta bị bỏ mạng ấy chứ. Em sẽ đi tiếp để đến được xứ sở mà vua cha nói đến. Em đừng có gàn dở, tốt nhất là quay trở lại bảo với vua cha rằng chúng ta đã cố gắng nhưng không thể đi tới đó được. Vậy thì hai anh về trước đi, em sẽ đi tiếp. Thôi kệ nó, chúng ta về thôi. Hai hoàng tử anh quay về, họ kể ra rất nhiều khó khăn, trở ngại trên đường. Họ cho rằng xứ sở đó quá xa xôi, không thể đi tới nơi được. Tâu vua cha, con đã đi tới xứ sở mà vua cha kể. Thực ra xứ sở đó chỉ cách đây đúng 18 ngày đường thôi ạ. Con nói rất đúng, thực ra ta đã đến đó rồi. Vậy tại sao vua cha còn sai chúng con đi dò đường làm gì? Ta muốn biết trong các con ai là người có ý chí và nghị lực vượt qua mọi khó khăn tìm đến xứ sở xinh đẹp kia. Các con phải hiểu rằng không có con đường nào dài hơn chân. Khuyết điểm của nhà vua. Hôm nay Trẫm triệu tập các khanh đến đây có một việc. Trước khi băng hà, Trẫm muốn biết các khanh đánh giá về Trẫm như thế nào. Theo các khanh, Trẫm là một hoàng đế tốt hay không tốt? Dạ thưa, chúng thần... Các khanh cứ nói thật lòng, đừng e ngại. Trẫm sẽ ban tặng cho mỗi khanh một viên ngọc quý nếu các khanh nói đúng sự thật. Người đâu? Thưa bệ hạ, sao bệ hạ lại nói những lời như vậy? Bệ hạ là một vị vua tài cao đức rộng, là người trên vạn người, là trụ cột của đất nước. Bệ hạ sẽ sống lâu trăm tuổi để cho dân cho nước được cậy nhờ chứ ạ? À? Hay lắm, như lời đã hứa, Trẫm sẽ ban tặng cho khanh một viên ngọc quý. Thần xin đổi ơn bệ hạ. Muôn tàu bệ hạ, ân đức của bệ hạ cao như núi, rộng như biển lớn. Bệ hạ là một người anh minh và nhân từ nhất trong thiên hạ. Chỉ có bệ hạ mới có đủ đức đủ tài để trị vì giang sơn xã tắc. Thần xin chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, sống muôn năm để điều hành đất nước. Rất tốt. Giờ còn khanh, nhà thông thái, khanh hãy cho Trẫm biết khanh nghĩ thế nào về Trẫm. Thần không thể không nói với bệ hạ, sự thật không dễ mua được bằng tiền bạc châu báu, sự thật không thể đem rao bán, và cũng chẳng có ai lại đem bán sự thật cả.
Nếu như vậy, trẫm sẽ không tặng cho Khanh tiền bạc hay châu báu nữa. Chỉ cần Khanh nói ra ý nghĩ thật trong đầu Khanh mà thôi. Bệ hạ, xin cho phép thần nói ra cách nhìn của thần đối với ngài. Bệ hạ là vua của một nước, nhưng bệ hạ cũng chỉ là một tạo vật do thượng đế dựng nên, nhằm gây dựng hạnh phúc ấm no cho thần dân trong nước của bệ hạ mà thôi. Sao ông lại có thể nói như vậy chứ? Như vậy là khi quân phạm thượng, là bất kính, tội không thể tha thứ thưa bệ hạ. Cứ để cho ông ấy nói. Khanh hãy nói tiếp đi. Thần cũng như bệ hạ, ai cũng có nhiều ưu điểm và nhược điểm. Bệ hạ mà phạm sai lầm thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng và biến thành tai họa cho nhiều người, cho quốc gia. Nhân dân đang phải chịu sưu thuế nặng, nổi dậy khắp nơi. Không những thế, bệ hạ còn cho xây dựng cung điện, yến tiệc lưu bù, gây tốn kém tiền của quá nhiều. Ông này thật muốn chết hay sao mà nói như vậy? Khanh, quả thật là một nhà thông thái. Trẫm sẽ phong chức cho Khanh làm tể tướng. Thật không thể ngờ được, ông ta nói như vậy mà lại được phong chức. Đúng vậy, chẳng hiểu đức vua nghĩ sao nữa. Này các vị, tôi phát hiện ra viên ngọc đức vua tặng cho ta là viên ngọc giả. Thế còn ngọc của các vị thì sao? Đúng rồi, viên của tôi cũng vậy. Lạ nhỉ, chắc là đức vua bị lừa mua phải đồ giả rồi. Chúng ta phải bẩm báo lại mới được. Ừ, chúng ta đi thôi. Dạ thưa bệ hạ, các vị đại thần xin vào gặp bệ hạ. Vậy sao, cho họ vào. Đức vua vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh bình thân, hôm nay các khanh đến tìm ta có việc gì vậy? Muôn tâu bệ hạ, chúng thần muốn tấu trình với bệ hạ một chuyện hết sức quan trọng ạ. Là việc gì vậy? Khanh nói đi. Dạ, nhưng gì? Hãy nói đi, trẫm sẽ không quở trách các khanh đâu. Muôn tâu bệ hạ, những viên ngọc bệ hạ ban tặng, chúng thần còn quý hơn cả mạng sống của mình. Thế nhưng, bọn thần cũng xin vô phép mà bẩm rằng, có lẽ bệ hạ đã bị tên gian thương bán ngọc nào đó lừa gạt. Vì bọn thần đã kiểm lại, thì hóa ra những viên ngọc này đều là đồ giả. Hắn rất đáng bị chém đầu, thưa bệ hạ. Các khanh nghĩ rằng, trẫm không biết điều đó hay sao? Nhưng trẫm cần nói với các khanh rõ một điều. Những viên châu báu đó cũng giống như lời nói của các khanh đối với trẫm, cũng là giả như nhau cả thôi. Xin bệ hạ thứ tội. Thành thực là một đức tính ai cũng nên có và phải giữ gìn suốt đời. Thành thực không thể mua bán bằng tiền bạc, châu báu được. Ở đời, biết đối xử chân thành và giữ được chữ tín, đó mới chính là bảo vật vô giá của mỗi người. Cuốn nhật ký. Muộn rồi con ơi, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm nào con. Dạ, con xong rồi đây mẹ ơi. Ngày 6 tháng 3, sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi. Mình biết tặng mẹ kính yêu món quà gì đây chứ. Nào con. Dạ. Con xong rồi ạ. À, mẹ cũng đi nghỉ đi mẹ ơi. Mẹ còn phải đăng nốt cái áo này cho người ta đã. Con đi ngủ trước đi nha. Con chào mẹ. Con đã đi học về rồi ạ. À, nào nào con yêu của mẹ, đặt cặp sách cho cẩn thận nào. Dạ vâng ạ. Lạ nhỉ, mình luôn cất cuốn nhật ký xuống dưới cùng, sao giờ lại ở trên thế này? Chắc mẹ đã mở cuốn nhật ký của mình ra xem đây mà. Mẹ ơi, con đói quá rồi,
Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế? Món gì à? Con mà không đi rửa tay thì mẹ cho ăn món nhịn. Dạ, con đi rửa tay ngay đây ạ. À, mẹ rất quan tâm đến mình nên mới muốn xem nhật ký của mình để kiểm tra. Nhưng mình thì lại muốn riêng tư, phải làm sao bây giờ chứ? À, phải rồi. Con học xong rồi mẹ ơi, con đi ngủ đây. Ngày 7 tháng 3, dạo này tóc mẹ bạc thêm nhiều, mẹ vất vả vì con quá phải không? Con yêu mẹ nhiều lắm, con sẽ giữ một sợi tóc bạc của mẹ để luôn ghi nhớ sự quan tâm của mẹ dành cho con. Thôi chết, chắc mình làm rơi mất sợi tóc bạc trong này rồi. Mẹ, hôm qua mẹ lại xem nhật ký của con rồi. Làm gì có việc đó, chẳng phải sợi tóc bạc vẫn ở trong đó sao? Mẹ ơi, con có kẹp sợi tóc bạc nào vào nhật ký đâu ạ. Chắc chắn là mẹ đọc rồi, đặt sợi tóc bạc vào đấy mà. Đúng là mẹ đã đọc nhật ký của con. Thế mẹ mới biết được con trai mẹ quan tâm đến mẹ nhiều như thế nào chứ. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, con đã tặng mẹ món quà tuyệt vời nhất rồi đấy, con yêu của mẹ ạ. Chuyện người ăn xin trở thành ông chủ. Xin ông bà rủ lòng thương, xin hãy bố thí cho kẻ tàn tật này. Chào bà làm ơn bố thí cho tôi ít tiền để tôi sống qua ngày với ạ. Ông hãy bê số gạch đó ra đằng sau nhà giúp cho tôi. Tôi chỉ có một tay, thế mà bà đành lòng bảo tôi bê gạch. Bà không cho thì thôi, hạ cớ gì còn hành xác tôi. Ông xem, đâu nhất thiết phải có hai tay mới làm được việc. Ông hãy lau mặt và ngồi nghỉ ngơi chút đi. Đây, đây là tiền công bê gạch của ông nè. Ôi, cảm ơn bà. Tôi sẽ không bao giờ quên bà. Bà cho tôi giữ chiếc khăn này làm kỷ niệm được không? Đương nhiên là được rồi. Ông cứ giữ lấy. Mấy ngày sau. Xin bà chủ bố thí cho con chút đỉnh ạ. Anh hãy theo tôi vào đây. Anh hãy bê chỗ gạch này ra đằng trước nhà giúp tôi. Xong tôi sẽ trả anh 100.000 tiền công. Bà có mấy đồng mà lên mặt sai bảo hả? Tôi không cần đâu. Mẹ ơi, sao có mỗi đống gạch mà mẹ cứ bắt những người ăn xin hết bê từ đằng trước ra đằng sau, rồi lại bê từ đằng sau ra đằng trước vậy? Rốt cuộc mẹ muốn để đống gạch kia ở đâu thế ạ? Việc những người ăn xin kia có chịu bê gạch hay không mới quan trọng con ạ. Còn đống gạch kia thì để đâu cũng được thôi mà con. 10 năm sau. Xin chào bà. Ông cần gì thế ạ? Bà không còn nhớ tôi sao? Tôi chính là người tới xin ăn nhà 10 năm trước đây. Rất tiếc thưa ông, nhưng tôi không thể nhớ ra ông là ai. Còn tôi thì 10 năm qua không bao giờ quên bà. Nếu không có bà thì giờ đây tôi vẫn chỉ là một tên ăn mày không chốn nương thân. Nhờ có sự giúp đỡ chỉ bảo của bà mà tôi đã tìm ra con đường đúng để đi và trở thành một giám đốc công ty mây tre đang xuất khẩu.
Ồ không, chắc ông nhận nhầm người rồi. Tôi đâu có giúp đỡ, dạy bảo được gì cho ông đâu. Bà có nhớ chiếc khăn này chứ? Ôi, hóa ra là ông hả? Tôi nhớ rồi, ông chính là người ăn xin duy nhất chịu bê đống gạch từ trước ra sau nhà giúp tôi, mà lại còn bê bằng một tay nữa mà. Dạ, chính tôi đây. Bà và gia đình hãy chuyển lên thành phố sống. Ở đó tôi có một ngôi nhà dành làm quà để biếu bà. Xin bà hãy nhận cho tôi vui lòng. Gia đình chúng tôi không thể nhận sự giúp đỡ đó được. Vì sao thế? Vì chúng tôi đều có hai bàn tay. Thưa bà đã giúp tôi biết thế nào là con người, biết thế nào là nhân cách. Căn nhà đó xứng đáng với công dạy dỗ của bà. Vậy thì ông hãy dành tặng căn nhà ấy cho người nào đó không có lấy cả hai bàn tay ấy. Con người, dù giàu có hay không, nhân cách và danh dự luôn là thứ của cải quý giá nhất. Đối xử và không phân biệt và đề cao danh dự của người khác sẽ làm cảm động lòng người hơn là bố thí tiền bạc. Trong giấc ngủ. Dạo này việc điều chính có nhiều vấn đề mới nảy sinh. Việc nọ chồng việc kia liên tiếp khiến cho tâm tính của ta không còn bình ổn nữa, hay cáu giận và bất an. Ta phải làm sao để giữ được bình thản như trước đây hả các khanh? Chúng thần cũng biết điều đó thưa bệ hạ. Người nên cho bản thân thêm thời gian nghỉ ngơi sau mỗi buổi thiết triều. Có thể mọi thứ sẽ tốt hơn chăng? Theo ý thần, bệ hạ nên ra ngoài dạo chơi một vài ngày cho tinh thần phấn chấn trở lại. Việc triều chính không thể buông lơi. Các ngươi là quan đại thần của một nước mà còn nói thế thì ta biết trông cậy vào ai đây hả? Chào Đức Vua. Ta đã biết những băn khoăn của Đức Vua rồi. Vâng, thưa thần tiên đáng kính, con đang rất băn khoăn làm sao để con có lại được sự bình yên trong tâm hồn ạ. Ta hiểu. Ta có một câu nói sẽ làm cho mọi người không quá đắc ý khi vui, an ủi tâm hồn khi buồn bã, giữ tâm bình ổn, luôn thành khẩn, thận trọng trong cuộc sống. Đức Vua có muốn nghe không? Xin thần tiên hãy cho con biết câu nói đó. Con nguyện sẽ ghi nhớ và làm theo câu nói của thần tiên suốt đời. Cảm ơn các vị thần đã cho ta một câu nói có thể hóa giải mọi thứ. Câu nói hay quá, hay quá. Bệ hạ quả là hồng phúc, thật là may mắn cho vương quốc của chúng ta. Muôn tâu bệ hạ, câu nói đó như thế nào đấy ạ? Câu nói đó là... Thôi chết, ta quên mất rồi. Này ông, thôi chết ta quên mất rồi, thì có lợi gì cho bệ hạ của chúng ta? Các khanh nghĩ ngay câu nói đó cho ta. Ta sẽ trọng thưởng cho bất cứ ai nghĩ ra được câu nói đó. Ta sẽ khắc nó lên vương miện để tự nhắc nhở mình mỗi ngày. Nhiều tháng sau. Cái gì thế nhỉ? Trên
Trên vương miện có khắc một câu. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Mọi chuyện rồi sẽ trôi qua. Vậy sao ta không trân trọng hạnh phúc của ngày hôm nay, sống vì từng phút giây hạnh phúc của mình và mọi người ngay trong thực tại, cũng chính là giữ tâm bình ổn, luôn thành khẩn thận trọng khi ứng xử, và như thế nỗi buồn được sẻ chia và niềm vui ngày càng lan tỏa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.